việc ném bài của Vincent. Có 3 điểm chống trả cho Vincent. Quyết định dứt điểm của Linh Trung Bình. Vincent làm gì đây? Rất hay. Vincent Nguyễn 3 điểm. Và đây là Vincent Nguyễn với 3 điểm. Và người cầm bóng lên đang là Vincent Nguyễn. 2 điểm đơn giản. Triển khai bóng tấn công dành cho Hồ Chí Minh. Si Huỳnh chơi điểm tính. Ngay sau đó là lỗ đánh đá của Vincent Nguyễn với một pha đột phá và lỗ đổ thành công. Hai tấn chơi đường kia và bắn đổ 3 điểm của Vincent Nguyễn vào. Và Vincent Nguyễn đã một pha đột phá rất tốt. Vincent Nguyễn đang đổ tiến xa vào. Từ còn khoảng hơn 6 phút, đánh bị bên đây là 10 điểm. Lấy lại một pha bắn ba rất dễ dàng, lấy được bóng. Pha bắn ba vào. Vincent Nguyễn tìm cách đột phá và lên rổ. Thêm 2 điểm nữa cho Hồ Chí Minh City Wings. Hồ Chí Minh City Wings đang cầm bóng rất chắc. Vincent Nguyễn đã ghi điểm dành cho City Wings. Từ đột phá của Vincent. Vincent đang nỗ lực để thực hiện pha lên rổ và thành công. Để mất bóng của Sang Hưng. Trận đấu màu của những bóng tiền đang chơi rất hay và cả hai mặt trận với công thủ đánh bóng không thành công nữa của Vincent Nguyễn. Bay của soi. Vincent Nguyễn. Bóng của rổ và cú bóng ba của Vincent. Vincent trong cái đêm bất thường có một tình huống đi bất thường với 2 điểm đầu tiên. Đây là Vincent Nguyễn ở hạch công đồ và đó là thứ 3 điểm đầu tiên của trận đấu này. Tỷ số đang là 7-0. Để mất bóng và phản công cho Hồ Chí Minh City Wings. Michael Soares. Vẫn là Vincent đã vượt qua được nhánh đồng và đó là một tình huống đẩy ném trung bình 2 điểm. Vincent. Vincent là một cầu thủ có khả năng cầm nhịp trận đấu rất tốt. Một pha động tác giả để truyền bóng cho Vincent Nguyễn rất hay. Bây giờ là Vincent Nguyễn 3-2. Vẫn là Vincent Nguyễn lên rổ và tình huống end one. Đột phá vào trong một rổ của cầu thủ áo số 3. Một pha đánh rổ thành công. Bóng tốc độ rất cao của Vincent. Một cầu thủ có chiều cao như vậy, Dennis đã theo rất sát, hội cho các cầu thủ xin quyền Vincent Nguyễn đường truyền Thái Nam trở lại làm chấn thương. 3 giây cuối cùng, một tình huống ném trung bình của Vincent. Vincent Nguyễn rất từ tốn không vội vàng và đây là lên rổ từ Vincent. 3 điểm của Vincent quá chính xác. Đây sẽ là một ngày đấu nắm quyền cửa đất. Tôi với đội trưởng rất tốt mình các cầu thủ City Wings và một pha bắn rổ 3 điểm của Vincent Nguyễn. Michael Choi và Wayne Martin thì ở mùa giải năm nay Hồ Chí Minh City Wings đã có một sự tiến bộ rất đáng kể. Lúc này thì Devon Hill không có mặt ở trên trận thi đấu. Bóng đạt cũng chưa thể chặn đứng chuỗi ghi điểm liên tiếp của đội chủ nhà Vincent Nguyễn. Rất nỗ lực. Nhưng anh không đủ tự tin trả bóng cho Devon Hill và tấn công của thằng Long Warrior không hiệu quả. Pha bắn rổ của số 3 Vincent Nguyễn. Phạm Thanh Tùng 2 điểm thực hiện được pha lên rổ thành công Vincent Nguyễn. Quá người 2 điểm tới cho Vincent Nguyễn. Không có điểm cho trung phong bằng áo số 33. Không có lỗi của Vincent Nguyễn. Vincent Nguyễn không có đường chuyền ra và đây là đường chuyền dành cho cầu thủ áo số 13. Vincent Nguyễn lão từ màu số 68. Vincent đã đánh lừa được Kim Văn Hùng. Số 16 của Wayne Martin. Lại thêm một đường cướp bóng thành công của các cầu thủ đội chủ nhà. Vincent Nguyễn. Quốc Cường đã hỗ trợ để cho Vincent Nguyễn lên rổ thành công. Vincent Nguyễn lên rổ thành công. Phản công dành cho Kim Quy, Kim Quang. Vincent Nguyễn một tình huống phối hợp rất hay. Vincent Nguyễn đã chơi áp sát và anh đã cướp được bóng và bắn rổ 3 điểm của Vincent Nguyễn. Còn một bóng
rất lớn tưởng trong việc duy cản khả năng lên rổ của Mai Bell. Bây giờ là Michael Soi, tất cả đều chờ đợi xem 3 điểm thành công. Cả hai đội mỗi đội đều đang sự thành công quả ném ba. Và tiếp tục là một pha bắn ba nữa của Vita Nguyễn. Tỷ số bây giờ là 9-4 và đây là cú ném ba của Vincent Nguyễn. Trung bình Evo của cầu thủ áo số 19. Vincent đã cướp được bóng. Làm gì đây? Đường chuyền dành cho Kỳ Quan và Vincent. Một tình huống tấn công nhanh cho các thủ City Wings. Làm gì đây? Trả cho Michael Soi. Vincent Nguyễn. Wow, đưa sang một hit. Nó sẽ tiếp thêm tinh thần cho các cầu thủ Vincent Nguyễn trong chút còn lại. Edward dành cho City Wings. Michael Soi, Vincent Nguyễn rất chống cãi. Cô đá bóng từ bên ngoài vòng 3 để dù sao đi nữa thì vẫn có còn hy vọng cho Đà Nẵng ra lên. Một pha chạy bài rất hay của các cầu thủ Vincent Nguyễn. Một tình huống floater đến từ Vincent Nguyễn và hai điểm đầu tiên trong trận đấu ngày hôm nay. Vincent Nguyễn ném bắt điểm hay. Vincent Nguyễn 3 điểm. Đeo bám vô cùng tuyệt vời. Chính sách. Vincent Nguyễn đã qua được hai người. Rotter cho Vincent Nguyễn. Nên bà không thành công bỏ kim bảng. Và ngay lập tức thì Vincent Nguyễn là người đã cướp bóng và pha đi bóng rất nhanh. Và sau đó là pha điểm đổi chính xác của Vincent Nguyễn. Tiếp tục là một pha bắn ba nữa. Dennis thực hiện pha đánh chặn thành công. Là bóng rất nhanh của Vincent Nguyễn phối hợp với Kỳ Quang.